Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Logitem Việt Nam miền Bắc tuyển 10 lái xe biết tiếng Anh hoặc Nhật có dấu B2, C, D, E làm việc tại Hà Nội. Mô tả công việc, lái xe ô tô phục vụ việc đưa đón cán bộ quản lý, người Nhật Bản, người Việt Nam đi làm tại Hà Nội và các khu công nghiệp, bảo quản, giữ gìn và sử dụng phương tiện theo quy định của công ty. Yêu cầu công việc, nam, tuổi đời từ 22 cho đến 45, không yêu cầu trình độ, có bằng lái xe hạng B2, C, D, E, biết tiếng Anh hoặc tiếng Nhật giao tiếp, có kinh nghiệm lái xe từ 1 năm trở lên, thông thạo đường phố Hà Nội và các khu công nghiệp lân cận, có chỗ ở ổn định tại Hà Nội, đủ sức khỏe để lái xe theo quy định của pháp luật, chăm chỉ, nhiệt tình và sẵn sàng làm việc ngoài giờ theo quy định của công ty. Quyền lợi được hưởng, mức lương thỏa thuận phù hợp với năng lực, bao gồm lương cơ bản, hỗ trợ tiền ăn và lương ngoài giờ, tổng trên 10 triệu đồng một tháng, được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, được hưởng tiền lương khi nghỉ phép, ốm đau và các chế độ khác theo quy định của pháp luật, được hưởng các chế độ phúc lợi như nghỉ mát, hiếu hỷ, ốm đau, lễ Tết, công việc ổn định lâu dài. Yêu cầu hồ sơ, bằng lái xe photo, sơ yếu lý lịch, nộp tại tầng 2, Thăng Long Tower, số 98A, Nguyễn Như, Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội. Thông tin chi tiết xin liên hệ Công ty trách nhiệm hữu hạn Logitem Việt Nam, địa chỉ tầng 2, Thăng Long Tower, số 98A, Nguyễn Như, Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội. Email tổng hợp a@logitemnorth.com.vn. Điện thoại liên hệ 01 668 775 166, gặp chị Giang, hạn chót nộp hồ sơ cho đến khi đủ số lượng.